Rồi. Đây, để như đi đây. Được chưa? Tôi anh có phải tay không? Hết nhá. Chấm một bàn nhỉ. Sẽ thử một phát quá xinh. À. Đau hả anh? Không, cảm giác ghê ghê thôi. Không, nó là mật ong với đường với chanh mà. Không phải ghê ở chuyện. Nó dính nữa. Đúng rồi. Sao mà không sợ? Không sợ. Em chưa làm bao giờ đâu. Em phải cho nó mỏng ra. Cái cảm giác khó thở đang diễn ra khắp cơ thể rồi. Đau không anh? Chưa ấy mà. Mỗi tay là tay. Yên tâm nha. Anh có đau không? Đau ơi. Không, hơi hơi. Ôi thì được, nó giật về cái. Anh cảm không sợ mà. Nó giật về. Tí nữa giật ra mới đau cơ. Đau không? Anh. Chưa, em... chưa bị đau nhưng cảm giác nó ghê. Nó sợ ấy. Yên tâm, em sẽ làm cho anh không đau. Buồn không? Không buồn. Ghê à? Không buồn đâu. Công tử nhà nghèo vừa rồi yêu cầu cái bạn sao mình dị ứng với những cái nick như thế. Anh cầm đây cho em. Để em... Gì? Cảm giác bây giờ sẽ như thế nào? Từ từ thôi, hãy bình tĩnh. Buồn. Đây đây. Em chưa làm bao giờ. Đây, khả năng phải đo thêm cả nhịp tim nữa. Nó mới hợp lý. Em hồi hộp quá à. Cảm giác rất hồi hộp. Chắc chắn với những người lần đầu tiên thì sẽ thấy như bị ngược ấy, phải vuốt ngược ấy chứ. Vuốt nhỉ? Vuốt lên xong giật này. Giật xuống hay giật lên này? Giật xuống. Nên em hỏi anh có sợ anh chẳng có gì sợ. Đến bây giờ tự nhiên cảm thấy nó cùng thế nào. Buồn. Nhưng mà nhìn thấy tí rồi. Buồn lắm. Mà đây nghiêm trọng ấy. Thực ra nó không đau lắm nhưng mà cảm giác nó thốn đến tận rốn luôn. Tiếp không anh? Ôi nghe được rồi chứ. Chết rồi, chảy máu anh ạ. Tắt nhé.